Vâng, rất vui được gặp lại các bác và anh em trong video này của Norem Audio nhé. Lần đầu tiên chúc tất cả các bác và anh em sức khỏe và thành công ạ. Vâng, trong video ngày hôm nay bên em làm một video thanh lý những mẫu loa súp cao cấp của WeWood VK206-260P của WeWood. Vì cái thời gian dịch bệnh nó đang căng thẳng và kinh tế nó khó khăn thì bên em đang sale. Đó, các bác có thể thấy quan sát trước mặt các bác, đây là một con súp 260P của WeWood, màu vân gỗ cực kỳ là đẹp và sang trọng, và thiết kế bát 30 mặt trước bảo vệ bởi e-căng lụa. Đó, em bỏ cái e-căng ra. Đó, súp bát 30 mặt trước các bác nhé. Nhìn hình thức thì các bác có thể thấy màu vân gỗ cực kỳ là nổi bật, cực kỳ nổi bật. Và phía sau đây ạ, hàng của WeWood thì các bác biết rồi, khá là chất lượng rồi, là súp WeWood 260P màu vân gỗ. Và đây là dòng súp điện, bên em đang thanh lý từ 3.2 xuống còn 2.8. Các bác nào mà muốn sở hữu những cái mẫu súp WeWood 260P này thì hãy liên hệ ngay cho bên em nhé, số lượng rất là ít thôi ạ. Và con này nó đặc biệt hơn các mẫu súp khác là nó có cái đường link súp. Các dòng khác thì nó chỉ có đường vào thôi, nhưng riêng mẫu 260P này nó lại có cái đường out tín hiệu ra, chúng ta có thể kết nối thêm một súp khác. Đó, và cũng bằng súp điện, đó, lấy tín hiệu ra bằng đường out này, out AV. Đó, còn đâu là chúng ta cắm súp thì chúng ta cắm ở đây, cắm ở đường dưới các bác nhé. Còn đây là volume này, cắt tần số này, đó, công tắc bật nguồn này và cắm dây nguồn. Thế là con súp 260P màu vân gỗ, các bác nào mà muốn lấy thì hãy liên hệ cho bên em bảo là đặt cho tôi một con súp 260P màu vân gỗ bát 30, đang sale giảm giá kịch sàn luôn. Và chất âm con này cực kỳ là mạnh vì công suất nó đạt max 500W, cực kỳ là mạnh luôn ạ. Và bây giờ chúng ta cùng đi test nhé, test và đánh giá và cảm nhận, và cũng có thể chốt luôn cho bên em những mẫu súp WeWood 260P này. Và bên em chuẩn bị một đoạn nhạc đấy ạ. Vâng, và nhạc này nhạc chưa có súp bác nhé, nhạc chưa có súp ạ. Khi mà thêm súp còn hiệu quả hơn rất nhiều, nghe rất là ấm. Em mở sút lên đây các nhé, mở sút lên để chúng ta có thể cảm nhận nhé. Em bạn volume lên đây ạ, em kết nối sẵn rồi. Đó, bát đánh rồi, rất mạnh luôn. Cho to lên tí nữa. Cực sâu luôn các nhé, gân cao su, gánh cực sâu, màng polyplast của WeWood. Vâng, chất âm cực kỳ tuyệt vời luôn, cực kỳ là uy lực luôn khi mà kết nối với hệ thống âm thanh gia đình ạ. Vâng, dẫn súp điện WeWood màu vân gỗ 260P kết nối rất là dễ dàng mọi thiết bị karaoke gia đình các bác nhé. Tuy là hàng thanh lý nhưng bên em vẫn bảo hành cho các bác và anh em 1 năm nhé. Thì đó là cái ưu điểm cho so với các cửa hàng khác thanh lý mà bên em vẫn bảo hành cho các bác 1 năm, vì đây là hàng mới, vì tình hình dịch bệnh kinh tế khó khăn bên em sale giảm giá rất tốt, từ 3.2 xuống còn 2.8 ạ. Vâng, các bác và anh em hãy nhanh tay sở hữu nhá. Cực đẹp luôn ạ. À.